Sau việc Phương Tình bị bốc giá cát xê, Hương Giang bị bài trừ hoa hậu khuyên 300 đến 400 triệu một sự kiện. Hôm đó mà có event nào 300-400 triệu tuổi kèo tôi là chết với tôi nha. Event 300-400 triệu hả? Sao sao bằng tình cảm thiết mình được không? Lê Quyên hai show thu sương sương 1 tỷ. Và chị Lê Quyên có bỏ hai show, vị chi là khoảng 1 tỷ. Giờ em trả làm sao nổi đây hả chị của em ơi? Hương Giang, dân tình dồn nhiều sự quan tâm về bài viết trên trang cá nhân của Hoa hậu Hương Giang. Cụ thể, nàng hậu chia sẻ đoạn clip trò chuyện cùng bà trùm Hoa hậu, hứa sẽ tham dự đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, mặc dù phải bỏ một số show diễn. Đặc biệt hơn, bà trùm Hoa hậu tiết lộ show diễn của Hương Giang có cát xê lên đến 300 đến 400 triệu đồng. Trước đó, trên các diễn đàn mạng xã hội từng lan truyền thông tin Hương Giang lấy cát xê khoảng 231 triệu đồng cho 2 phút diễn vơ đét trong một sự kiện thời trang. Diễn viên người mẫu Ngọc Trinh cũng chia sẻ từng phải trả cát xê cao để mời được nàng hậu. Nữ diễn viên cho biết, tôi vẫn lặp lại câu trả lời cũ, giá của em Giang rất là cao. Lê Quyên, với danh xưng nữ hoàng phòng trà, Lê Quyên là một trong số những nữ ca sĩ có cát xê khủng nhất nhì làng giải trí. Trong live show đầu tiên của Hương Tràm, nữ ca sĩ rất hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến những nghệ sĩ đã đến ủng hộ cô. Tại đây, quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên vô tình tiết lộ mức cát xê của giọng ca Nếu Em Được Lựa Chọn lên đến 1 tỷ đồng cho hai show. Cụ thể, Hương Tràm nói chị Lê Quyên đã phải bỏ hai show diễn để bay ra với Tràm. Vị chi trong chuyến đi Hà Nội lần này, chị Quyên đã thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng quý vị ạ. Như Quyên, Quang Lê và Như Quỳnh từng là đôi song ca ăn ý trên sân khấu hải ngoại và có mối quan hệ thân thiết ngoài đời thường. Nam ca sĩ không ngần ngại chia sẻ, ở thời đỉnh cao, Như Quỳnh được bầu show trả khoảng 70 triệu đồng một chương trình, trong khi bản thân chỉ được trả khoảng 12 triệu đồng. Ngoài ra, anh cho biết từng nhận cách xe đi hát sự kiện doanh nghiệp vượt khoảng hơn 230 triệu đồng. Quang Lê chia sẻ, với mình 500 USD cũng nhiều, đồng tiền hồi đó có giá hơn bây giờ. Lúc đó tôi cũng phải phấn đấu để đi lên. Sau khi cuốn băng có bài Xương Trắng Miền Quê Ngoại phát hành, bầu show tự nâng gấp 3 lần để giành lịch của Quang Lê, bút độc quyền nguyên năm. Người nâng giá cho tôi lên 1.500 USD đó chính là chồng của ca sĩ Thu Phương. Sơn Tùng MTV. Sơn Tùng MTV là một trong những ca sĩ Việt thành công. Năm 2019, đạo diễn Việt Tú khiến dân tình trầm trồ khi chia sẻ giọng ca gốc Thái Bình có thể là ca sĩ Việt đầu tiên nhận cát xê tỷ đồng. Nam đạo diễn cho biết, theo nguồn tin mới nhất, ông em Sơn Tùng sẽ sớm đi vào kỷ lục khi là nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam lĩnh lương sự kiện 9 số 0, và giới hạn đó sẽ không bao giờ ngừng lại, không chỉ cho riêng Tùng mà cho tất cả các nghệ sĩ, những kẻ dám mơ và tin vào giấc mơ của mình. Hồ Ngọc Hà. Con nhớ vào đầu năm 2019, trên mạng xã hội từng xôn xao thông tin rằng giọng ca Em Muốn Anh Đưa Em Về hết thời và mức cát xê đi hát chỉ bằng sao hạng B. Ngay lập tức, thông tin trên khiến nhiều người chú ý và mình cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ Hồ Ngọc Hà không những hát truyền cảm mà còn rất biết cách đầu tư hình ảnh lẫn làm truyền thông. Và sao lại ra nông nổi như vậy? Quá đúng là tin đồn thì mãi chỉ là tin đồn. Ngay sau đó, Lý Quý Khánh, người bạn thân thiết của Hồ Ngọc Hà, đã lên tiếng khẳng định số tiền mỗi show nữ ca sĩ nhận được sau mỗi đêm diễn lên đến 580 triệu, khiến mình ưng cái bụng phần nào. Dù đã là bà mẹ ba con, thế nhưng sức hút của nữ ca sĩ này vẫn không ngừng hot vào mỗi ngày trên khắp các mặt trận, đều nhắc đến cái tên Hồ Ngọc Hà. Quang Lê. Con nhớ Mr. Đàm cùng Quang Lê từng được mời hát phục vụ văn nghệ trong đám cưới của con nữ đại gia Hà Tĩnh. Theo những đồn đoán, mức cát xê cho mỗi ca sĩ tham gia sự diễn này lên đến 400 triệu đồng. Chia sẻ về mức cát xê gây choáng này, Quang Lê đã cho biết, tôi không có quan hệ thân thiết với gia đình chú rể, nhưng được mời đám cưới thông qua quản lý của ca sĩ Phi Nhung. Anh này gọi qua Mỹ nói rằng một đám cưới muốn mời tôi hát với mức cát xê cao gấp 3-4 lần đi hát ở Việt Nam và gấp 5 lần đi hát bên Mỹ. Lúc đầu tôi nghĩ là đùa, nhưng sau 2 ngày người ta đã chuyển khoản tôi một số tiền rất lớn. Từ đó tôi nghĩ đây không phải là chuyện đùa và nhận lời tham gia nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, duy trì hình ảnh đẹp và có sức hút truyền thông. Các nghệ sĩ Việt có thể dễ dàng những mức cát xê khủng, thu nhập vẫn luôn là điều mà các sao Việt muốn giữ kín, hạn chế chia sẻ công khai. Vậy nhưng trong vài trường hợp, các sao Việt như Hương Giang, Lệ Quyên vô tình bị đồng nghiệp khui chuyện tế nhị này, khiến chính chủ chỉ biết cười trừ cho qua.